bao nhiêu? 2 triệu 1. À, 2 triệu 40 nghìn. Hôm kia một người máy, máy kia bị đau đớn, tức quá rồi bảo đi mua, rút ra tiền nó có 1.8 triệu để mua được. Thôi, chán rồi nha. Ghê. Bà này. Đây, bà cười nhìn xinh ghê nhỉ. Chỉ ra là em đít đúng không?